tôi đắng cay ngày nào. Chỉ mong được gần anh như thế, chỉ mong được nhìn anh như thế. Tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi. Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều. Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời. Chỉ mong được gần anh để nói, chỉ mong được nhìn anh để nói. Alo, tôi nghe. Dạ, xin cho gặp anh Quý ạ. Có gì nói lại với tôi được không? Tôi sẽ nói lại với cậu ấy. Cậu ấy vừa chạy ra ngoài ấy mà. Tôi là mẹ của cậu ấy. Cô ở đâu gọi đến đấy? Dạ, cháu ở công ty môi giới nhà đất. Anh Quý có gọi điện đến nhà cháu hỏi thuê giùm cho anh ấy căn hộ ở khu Nam Long đó bác. Đúng, cô hỏi được chưa? Dạ, cháu vẫn chưa gặp được chủ nhà cho nên chưa báo giá cho anh ấy được. Giờ bác nói lại với anh Quý là ngày mai cháu sẽ gọi cho anh ấy sau. Cảm ơn cô nhé. Dạ, chào chào bác. Em chọn ngày rồi đấy. Tuần sau sẽ là lễ ăn hỏi của Hải Đông với Bích Nhi. Không để lâu được đâu. Dồn dập quá em không sợ Hải Đông nó phản ứng à? Không dám đâu. Nó mà như vậy em đuổi cổ ra khỏi nhà liền. À, anh kêu cậu Đôn vào đây giùm em có chút việc đi. Cô nói cậu Đôn xuống văn phòng tôi có chút việc nha. Dạ, chú vừa gọi cháu. Tôi đấy, cậu lại đây đi. Cậu đến cái địa chỉ này giùm tôi. Chụp hình ngôi nhà và bất kỳ ai ở đấy. Không được cho họ biết á, là cậu tới chụp hình người ta. Sau đó về đây gặp tôi. Dạ, cháu đi liền. Ừ, cậu đi đi. À, dạ. Cậu không được cho ai biết, kể cả Hải Đông nghe chưa? Dạ, cháu hiểu rồi. Ừ, cậu đi đi. Chào chú con đi. Có chuyện gì vậy em? Rồi anh sẽ biết. Em về nhé. Nhớ nói cậu Đôn ghé qua nhà gặp em sau khi xong việc. Tuần vừa rồi á, lớp mình xảy ra nhiều chuyện lắm. Mời anh chị dùng nước. Cảm ơn. Ủa, mà anh không biết chuyện đó hả? Trời ơi, alo. Vũ à, mày về tới nhà chưa mày? Ờ, về rồi. Bà nội bệnh sao vậy? Bệnh thường thôi. Tại bà muốn gọi tao về cho nên mới nói như vậy. À này, tối qua chúng mày có đến nhà Linh Đan không vậy? Tụi tao nhớ mày nên nhậu xịn, ngủ quên tới giờ luôn. Giờ còn mắc bán hàng nữa. Thì tối tao qua. Tụi bay làm việc như vậy mà được à? Giờ cứ một việc nhỏ thế mà làm không xong nữa. Tụi bay có biết là Linh Đan đang rất là suy sụp tinh thần không? Biết. Biết thì làm được gì chứ. Trời ơi, tụi bay có còn là bạn của tao nữa không? Không là bạn, làm cái gì mày? Nếu mà tối nay tụi bay mà không qua thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa nhá. Không có anh em gì hết luôn. Sao mình nặng lòng với cô gái đó quá vậy? Nặng cái đầu mày. Giúp người lúc hoạn nạn, chứ ai giúp lúc giàu sang bao giờ? Biết vậy thì tốt đấy. Được rồi, tao sẽ làm như mày nói. Khi nào tao đủ tiền tao sẽ mua vé tàu vào thăm tụi bay. Chào. Ê ê ê. Sao mày điện thoại? Chỉ nói chuyện lên đàn. Xong rồi cúp máy mày. Sao nữa? Chứ tao với tụi bay thì còn gì để nói với nhau nữa. Chào nhá. Chắc phải lòng con bánh bèo rồi. Bộ tực. Dạ, cô coi đi. Cậu rửa mấy tấm hình này cho tôi. Nhớ không được cho ai biết. Dạ. Ừ, cậu đi liền đi. Dạ, cháu đi đây. Chào cô. Hả?
Em nghe đi, dù thế nào đi nữa cũng phải nói chuyện với nhau một tiếng chứ. Em, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa, hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Và anh sẽ nhìn em và hát, anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, nhưng ngọt ngào vẫn mãi trong nhau. Bàn tay vẫn tìm nhau chiều mến, và ta sẽ mãi yêu cho dấu mai này về đâu. Linh Đan, anh gọi cho em rất nhiều mà em không chịu nghe máy. Đừng giận anh nữa Linh Đan à. Anh yêu em. Em sao rồi? Đừng khóc nữa nghe. Xong việc ở đây là anh về liền. Anh sẽ đưa em đi chơi thật xa. Xa thành phố. Anh sẽ nghỉ làm để ở bên em. Em nói với anh một tiếng đi. Anh muốn được nghe em nói. Alo, em đâu rồi? Sao không trả lời anh? Anh yêu em, Linh Đan. Alo. Alo. Của cháu đây này. Bác muốn nói chuyện với cháu. Bác rất hiểu hoàn cảnh của cháu, của gia đình cháu. Nhưng giữa thông cảm và thông gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bác biết cháu và Hải Đông rất yêu nhau. Nhưng bác nói luôn, với người đàn ông thì tình yêu không phải là việc làm duy nhất ở trên đời. Nếu cháu còn nghĩ tới Hải Đông thì hãy mong cho nó được hạnh phúc. Hai đứa không hợp nhau đâu. Vậy bác muốn cháu làm gì? Cháu là một cô gái thông minh, cháu biết cháu phải làm gì. Hải Đông rất cần một người vợ như Bích Nhi. Cháu cũng cần một người chồng mạnh mẽ và để làm chỗ dựa. Bác đã ra điều này không phải vì chuyện của ba mẹ cháu, mà vì hai đứa. Nhưng mà cháu... Bác biết việc này không quá sức đối với cháu. Cháu là cô gái mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Cháu sẽ làm được nếu cháu hiểu điều bác muốn nói. Tại sao bác lại muốn cháu chia tay với Hải Đông chứ? Thế cháu không nghe từ nãy giờ bác nói gì à? Nhưng mà bác nói không đúng, không đúng gì cả. Bác bằng tuổi này rồi, bác biết cái gì nên và không nên. Bác không muốn cả cháu và con trai bác sẽ phải đau khổ sau này. Hải Đông rất cần một người vợ như Bích Nhi.